Thì xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn tiếp tục chương trình ở nhà bè ngày hôm nay. Mời anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục khám phá khu nữa. Đây là con đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Ở đây gần với khu công nghiệp Hiệp Phước nè. Phía bên cánh trái là con đường đi vô khu công nghiệp Hiệp Phước. Chúng ta thẳng con đường này mình sẽ đi về Long An luôn. Cũng lâu lắm rồi em không có quay lại con đường Nguyễn Văn Tạo này. Hôm nay có dịp quay trở lại để chia sẻ anh chị và các bạn khu xóm Nhà Bè. Rồi đi vòng vòng ở các con đường ở đây để mình thấy cuộc sống của người dân ở đây như thế nào ha. Ở đây thì cũng có những cái hẻm, mình sẽ đi vòng vô các con hẻm ở đây xem sao, coi các con hẻm ở đây nó có giống như những con hẻm ở các quận không, ở huyện thì nó như thế nào. Ở đây chúng ta thấy đa phần là lưới điện rất là nhiều luôn á, điện mà điện cao thế được không à, thấy cũng ghê ghê á. Hồi nữa mình sẽ quẹo phải con đường Ngô Quang Thắm, đi ngang một cái khu xóm để xem con đường này nó như thế nào theo những hình ảnh trên bản đồ. Đây là cây cầu Thế Kỷ, một cái dự án rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có hoàn thành. Công trình hiện đang đứng nè, nó cây cầu vượt đây nè. Ở đây mình quẹo vô khu xóm này thử ha. Xóm hẻm 126 nè. Xóm hẻm này thấy đường bê tông rộng rãi chứ. Ở Nhà Bè thì em thấy nhà cửa không có cao là do đất rộng, ta xây nhà cũng thoải mái, không cần phải lên lầu, lên đi xuống mệt mỏi, trệt thôi đủ rồi. Có những ngôi nhà cũng rất là đẹp ha. Tại đây chắc là khu cuối xóm rồi. Hẻm này cũng có nhiều nền đất trống ha. Cuối hẻm là cái rặng dừa nước. Đường chỉ làm tới đây thôi. Rồi chúng ta quay trở ra. Ở đây có một ngã rẽ nữa nè. Trời chiều nhìn thấy khung cảnh chuyển mưa nữa, mưa buồn ha. Chị ấy đi thu mua ve chai.
À, sớm này làm đường nhìn thấy rộng rãi ha, thoáng mát. Ở đây nhiều nhà trọ cho thuê quá. Mà tại đây gần với khu công nhân mà. Trời, có cây chùm ruột. Cây chùm ruột quá trời trái luôn. Ở đây cũng sớm đường cùng rồi. Ủa, đằng kia có cây cầu nữa ta. Đi thử. Trời, chó sủa dữ vậy. Để đi qua nhà người ta. Nhà qua một cây cầu nhìn thấy giống ở dưới quê quá ha. Qua trời chó luôn. Gà vịt kêu quá. Ở đây cái nền hẻm chắc cũng được nâng lên cao cả mét á. Tại mình thấy cái trụ bảng hẻm nè, ở phía bên phải nè. Có những cái bảng mình giơ tay lên đụng luôn. Tất nhiên là cho thấy là cái đường nâng lên cũng rất là cao. Đường hẻm này nâng lên cao hơn mặt đường Nguyễn Văn Tạo luôn. Chúng ta quay trở ra đường Nguyễn Văn Tạo nha. Đi vài khu xóm để mình thấy được cuộc sống ở đây nó như thế nào. Đi để cảm nhận và có cái để chia sẻ. Có những cái nó vượt quá cái khả năng của Nam TV. Do những khu xóm này thì trước giờ em cũng không có biết nhiều về ở khu vực này. Ở đây ra đi để anh chị và các bạn nếu mà ai biết ở đây thì mình cùng chia sẻ ở đây nó như thế nào, ngày xưa nó như thế nào. Chắc có lẽ ngày xưa ở đây khu xóm hẻm ở đây thì không có được đường không có được rộng như là khu xóm hẻm lúc nãy đâu ha. Đường thì chắc là đường đất đỏ, đất đá, đường mòn. Sau này mới lên được bê tông. Đi đây lúc nào cũng nghe tiếng gà gáy trưa hết á. Lúc nào cũng nghe.
bây giờ cũng là hơn 1 giờ, hơn 1 giờ. Và chúng ta đang có mặt ở đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới. Ở phía bên trái chắc là khu xóm ngày xưa, và ngày nay là giải tỏa rồi. Thấy mấy còn trơ trọi những cái khu nhà cũ. Khu trường Long Thới. Phía trước cửa trường sao thấy toàn là lá cây không trời. À, đây chúng ta quẹo phải qua con đường Ngô Quang Thấm này. Tại vì đi xa nữa là đi về Long An luôn. Đây quẹo phải đường Ngô Quang Thấm, đây có ngã ba. Lần đầu tiên em đi con đường này luôn nè. Cũng lần đầu tiên dẫn anh chị và các bạn chúng ta đi xa thế này, đi tới Long Thới. Thẳng đường này là mình ra Lê Văn Lương luôn. Bên phải có khu trường quốc tế America International School Việt Nam, trường như cung điện luôn á, lớn quá trời lớn luôn ha. Cổng vô nè, không thấy ở trên như là cái tòa nhà luôn. Được xây dựng từ năm 2006. Siêu thị 39.000 đồng. Ở đây sao thấy hoang vu quá vậy ta? Mấy anh chị cảm nhận như thế nào ha? Ở khu xóm này lại tới đây sao thấy nếu mà mua nhà mua đất ở đây thì biết trồng trọt được gì. Và thấy có những căn nhà rất là rộng, người ta làm kiểu nhà sân vườn đó. Đó như nhà số 10 đây nè, vừa làm nhà ở vừa làm nơi nghỉ dưỡng sân vườn. Kiểu nhà giống ở dưới quê vậy đó, không có cần phải nhà lầu. Còn xung quanh thì mình thấy sao cây cây cỏ tiêu điều, kiểu lá nó trái trái, nhìn thấy một cái khung cảnh nó hơi ảm đạm. Có nhà này thì cũng đang kêu bán nè. Vậy là cái vùng này hồi xưa cũng ít ai ở, thưa dân cư, tới bây giờ vẫn còn thấy là đất trống nhiều ha. Có một số nhà kiểu xưa xưa thôi, vài nhà đó. Còn lại là những cái chòi, rồi có một số đất thì người ta mua, người ta vay lại, xây tường rào, người ta làm nhà sân vườn, nhà nghỉ dưỡng. Những đầm tôm.
hơi vắng thiệt. Cái nhà này cũng đang kêu bán nè, cái nhà này mà kêu bán với một cái khu đất thế này. Phía sau là rặng dừa nước, xung quanh là cỏ hoang tàn. Trời, nghe chim bói cá nó kêu như loài chim bói cá trên cột nhọn trăm năm. Nghe buồn á, con chim đó nó nó kêu nghe buồn, dễ sợ buồn. Wow, đó, lần đầu tiên em đi tới khu mà nó buồn như vậy luôn á. Người ta ở đây cũng quen. Được cái ở đây rộng rãi, với lại con đường này nó đẹp, nó có hai hàng cây đẹp rất là lớn phủ cả con đường. Ở đây có mấy xưởng gạch bán vật liệu xây dựng ha. Wow, này đẹp như trong tranh vậy trời. Đó, phải hai bên đường có mấy dãy nhà nữa thì nó sẽ đẹp hơn nữa ha. Tại vì cái khu ở đây là như vậy, đất rộng quá mà. Bên đường có những con đường mòn để đi vào khu đất trống, không biết nó đi đâu nữa. Có những con đường đi vô khu nhà người ta nuôi nuôi cá nuôi tôm. Ồ, đã quá. Wow, chạy xe Vivo luôn. Ở đây dán bản treo bán nhà bán đất quá trời. Giới thiệu môi giới ký gửi nhà đất. Ở đây sao mình thấy nó hơi là tàn vậy ta. Ngay cả đường đi vào nhà người ta mà người ta cũng không có phát quang cho nó sạch cỏ nữa. Đây có những rặng dừa nước nhưng mà con rạch ở đây nước không quá sạch nha, nước không có trong, nước đen thui à. Mà tưởng đâu những con rạch ở thành thị thì mới đen chứ, mà những con rạch ở đây thì cũng đen. Cái nhà bên phải cho thuê 16 triệu một tháng. Đây có một cái lối đi vào khu xóm nè. Chúng ta đi đây thử. Coi này đi đâu nha. Mấy cái điệp đây trồng chắc cũng lâu năm. Nên thấy rất là lớn. Rồi chúng ta đi vô cái xóm này thử. Tại xóm này chắc cũng ít có người tới lui nên thấy đường
đường cũng còn mới. Ồ, này đâu ta? Đó, đi khu khu nhà người ta ở cuối xóm nè, ở cuối đường nè. Họ ta quay trở lại. Đây là hết đường. Xóm nhà heo hút ở trong cái rừng cây rừng bãi sậy quá trời luôn. Sao tiện đi tới khu này cảm giác nó lạnh lạnh làm sao ta, do cây cối nhiều. Ở đây có nhà quan quan đang cho kêu cho thuê 16 triệu một tháng nguyên cái xưởng này luôn, cái kho này luôn. Trở ra còn nguyên con đường nó đi vô có một căn nhà thôi, một căn nhà nằm giữa cái rừng sậy. Đây là cầu lắp dầu. Trời, cầu rác không, đất cát được không người ta. Và nghe tiếng ve nữa nè. Còn hôm nay không ngờ là Vinh Long TV dẫn anh chị đi xa như vậy luôn á. Đây gì? Mimosa Farm Stay Coffee Camping, mô hình nông trại thực nghiệm. Một đi vô thử 300 m. Camping ở đây có camping đó hả? Mô hình nông trại thực nghiệm nó là sao ta? Đây có The Star Villa. Ủa, rồi Mimosa Camping đâu? Đây cái đề bản đi vào 250 m mà nay hãy đóng cửa. Đây có bảo vệ ngủ à. Ủa, cái chỗ camping là đâu hả chú? Chỗ camping cắm trại đâu? À, đi coi thử rồi. Rồi cảm ơn. Cuối đường luôn á chú. Nè. Yeah. Wow. À giờ mới tới đây phát hiện đây có khu cắm trại. The Villa, khu villa mà có một view. Rồi chúng ta đi vô khu cắm trại này thử nha, coi đây nó như thế nào thôi, coi cho biết. Đây mới có mấy nhà thôi à, tiền con đường lớn à. Star Villa.
camping gì đâu ta. Hồi này có mấy cây xoài trước cửa nhà người ta, nó trái nó quằn, nó kiểu muốn đụng đất luôn, quá trời luôn. Đây là sao thấy cỏ nhiều ghê luôn á trời, đi đi giống như mình đi giữa rừng cỏ vậy đó. Trời, khu biệt thự mà vậy nè. Thấy rồi. Ủa, cái gì? À, chắc là ở đây, là ở đây. Không, 938 524 333. Khoa một tay. Hả? Không, coi coi thôi. Khu này khu cắm trại anh. Dạ, tại thích cắm trại thấy thấy cái bản đi vô thử. Dạ. Dạ. Ở đây cắm trại là có cái lều sẵn rồi đúng không? Ủa cái lều đây là có máy lạnh luôn hả? Có quạt lạnh. Dạ. À. Tưởng đâu cái khu mà khu trống để cho mình tự tự sinh hoạt. À. Rồi cảm ơn anh. À, nghĩa là ở đây cắm trại á, là người ta làm cho mình cái lều sẵn, à, mình tới đó mình ở thôi, người ta cung cấp trọn gói cho mình là nơi ở, rồi đồ ăn thức uống rồi có sẵn hết, à, chứ không phải là khu đất trống mà mình tự sinh hoạt. Ở đây có một cái điểm cắm trại cũng gần Sài Gòn ha, gần, oh, cái sòi quá trời trái luôn nè. À, cái địa điểm cũng cũng lý tưởng giữa một cái khu như là khu rừng vậy đó, cảm giác mà mình vào thiên nhiên cũng thích, nó phù hợp cho gia đình cắm trại không chuyên nghiệp là mình ở được ha. À, rồi thôi, cái clip hôm nay đến đây nó cũng khá là dài rồi. À, lòng vòng ở Nhà Bè rồi phát hiện tới khu The Star Star Villa này. Chúng ta thấy ở Nhà Bè ngày nay nó như thế nào. À, ở đây cái khu ở đây thì cũng không có nhiều nhà cho lắm. Dự án đâu, đây chỉ là dự án. Những người dân đã ở trong đây thì không biết bao giờ mới hưởng được những cái như đã quảng cáo Star Star Villa.
Rồi bây giờ thì xin chào anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong video clip lần sau.